Biển Đông có thể đón bão vào giữa tuần tới. Khu vực phía đông của Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, dự báo có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 4 đến 6 tháng 10, Biển Đông có thể đón bão. Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ở khu vực phía đông của Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Dự báo trong ngày 30 tháng 9 đến 1 tháng 10, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đến khoảng ngày 4 đến ngày 6 tháng 10, bão có khả năng đi vào khu vực Bắc Biển Đông với xác suất 60-70%. Cơ quan khí tượng Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ áp thấp nhiệt đới này, ông Lâm nhận định. Trước đó vào ngày 24 tháng 9, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Áp thấp nhiệt đới đã gây ra một đợt mưa lớn diện rộng khắp cả nước những ngày qua, trong đó lớn nhất là ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 9 giờ ngày 29 tháng 9, mưa lũ làm 8 người chết và mất tích. Theo bản tin dự báo khí hậu thời kỳ 1 đến 30 tháng 10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 đến 2 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Đồng thời, không khí lạnh bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong thời kỳ này. Cụ thể, tổng lượng mưa trong thời kỳ này trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 5 đến 15%. Khu vực Trung Bộ ở mức sấp xỉ dưới, thấp hơn từ 5 đến 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ngoài ra, trước đó cơ quan khí tượng cũng dự báo từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2 đến 4 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1 đến 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.